tia cực tím hay tia tử ngoại, tia UV có thể gây tác hại cấp tính cho da người khi ra ngoài trời đang nắng gắt. Thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện loại áo váy chống nắng mới lạ có tên gọi UV 45, 50, 100 được quảng cáo là có khả năng chống tia cực tím và phòng chống ung thư da. Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng trong việc lựa chọn các mặt hàng này. Nếu như một chiếc áo chống nắng loại thường có giá chỉ từ 70.000 đến 150.000 đồng, thì giá một chiếc áo chống nắng UV 100 như thế này có thể lên tới 1 đến 2 triệu đồng. Tương tự, một chiếc váy chống nắng, khẩu trang sợi hoạt tính cũng có giá lên đến tiền triệu. Mặc dù mức giá khá cao, song những mặt hàng này vẫn hút khách, bởi theo những người bán thì chúng có công dụng đặc biệt như chống tia tử ngoại, phòng ngừa ung thư cho da. Hôm nay áo chống nắng rất là nhiều, nhiều mẫu mã và nhiều loại. Thế nhưng mà có một loại chống nắng mà có cái tác dụng chống tia UV ấy, thì được giới trẻ quan tâm và mua nhiều hơn. Hiện nay nhưng mà một số thì có lẽ là hàng nhập từ những cái nguồn gốc xuất xứ nó không được tốt ấy, thì mình nghĩ là nó cũng thực sự nó cũng không chưa đảm bảo hẳn, nên là người dân cũng chỉ gọi là tạm để mua một cái áo chống nắng để cảm thấy được an toàn trong tư tưởng thôi. Còn có thể là thực sự nếu mà nó đáp ứng cái nhu cầu thực sự mà chống nắng là hữu ích thực sự thì có lẽ là chưa. Lướt qua một số trang mạng bán hàng trực tuyến, ngoài các loại áo chống nắng còn có loại sản phẩm khác như ô dù, váy, găng tay, khẩu trang chống nắng được quảng cáo là có khả năng chống tia tử ngoại từ 50 đến 90% với nhiều mẫu mã, màu sắc đa dạng. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực dệt may, bằng nhiều giải pháp công nghệ, các nhà sản xuất có thể tạo ra những sản phẩm chống nắng ưu việt như vậy. Có nhiều phương pháp công nghệ để có thể thực hiện cái chức năng này. Bằng người ta tùy thuộc vào cái bản chất của vật liệu, tùy thuộc vào cấu trúc của sản phẩm, cũng như là cái công nghệ hoàn tất, xử lý hoàn tất mà người ta có thể đưa các cái hóa chất vào có thể hấp thụ hoặc là ngăn chặn các cái tia UV tiếp xúc với da người. Thực tế thì trong các sản phẩm dệt may thì người ta thường đánh giá cái sản phẩm dệt may trên cơ sở những cái phương pháp thử tiêu chuẩn và người ta đưa ra một cái chỉ số gọi là UPF để mà đánh giá cái khả năng ngăn chặn tia UV. Cũng theo ông Thông, bằng mắt thường người tiêu dùng sẽ rất khó để phân biệt được đâu là sản phẩm có khả năng chống tia UV so với sản phẩm thông thường. Vì vậy với giá thành khá cao nên sản phẩm này rất dễ bị làm giả, làm nhái. Để có thể có được một cái sản phẩm đúng thì trước tiên là chúng ta phải mua ở những cái hàng có chính hãng, có xuất xứ rõ ràng và bản thân các sản phẩm đó thì lại phải có những cái nhãn bên cạnh và thể hiện được cái đặc tính UPS là bao nhiêu, đã thử theo tiêu chuẩn pháp gì và ở cái phòng thử nghiệm nào. Thì đối với để đạt được cái chuyện này thì thực tế chúng ta không phải chỉ có riêng người tiêu dùng mà đòi hỏi phải có một sự tổng hợp từ cái cơ quan quản lý nhà nước đến các cái trung tâm thử nghiệm của Việt Nam cũng như là người tiêu dùng, và sau đó có những việc nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu phải công bố về mặt chất lượng. Nhiều địa phương vừa trải qua những đợt nắng nóng kỷ lục và dự kiến tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong mùa hè này. Vì vậy, ngoài việc khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng, thì chính các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường sự kiểm định, kiểm soát chất lượng các mặt hàng đang có trên thị trường.